Trong cuộc sống, ai cũng có những nhu cầu, mục tiêu nhất định. Tăng thu nhập, có nhà mới, có xe mới, tự do tài chính, con cái được giáo dục tốt, có thời gian cho gia đình, đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè mới, có thể giúp đỡ nhiều người khác, có tài sản lớn thừa kế cho con cái. Để đạt được những mục tiêu đó, bạn sẽ dùng một loại phương tiện thường được gọi là đi làm. Quy mô phương tiện của bạn dùng sẽ quyết định quy mô nhu cầu, mục tiêu của bạn. Phương tiện có quy mô 10 triệu thì nhu cầu của bạn cũng ở mức 10 triệu. Phương tiện có quy mô 500 triệu thì nhu cầu của bạn cũng sẽ tăng lên mức 500 triệu. Nếu nhu cầu của bạn là 500 triệu nhưng phương tiện chỉ ở mức 10 triệu thì bạn sẽ phải thu hẹp nhu cầu lại hoặc điều chỉnh phương tiện, đúng không ạ? Có 4 nhóm phương tiện như sau. Thứ nhất, bạn đi làm thuê cho công ty, tổ chức hoặc người nào đó. Ở đây, bất kể công việc của bạn thuộc chuyên môn gì, vị trí cao hay thấp, tiền lương hay thù lao sẽ được trả theo thời gian bạn đi làm. Bạn có đi làm thì bạn có thu nhập. Tại Mỹ, ước tính khoảng 77% người trong độ tuổi lao động là đi làm thuê. Tại Việt Nam, theo báo cáo Tổng cục Thống kê năm 2014, số người làm công ăn lương chiếm 35%, số lao động tự do và lao động gia đình chiếm 62%, nghĩa là có đến 97% người trong độ tuổi lao động là đi làm thuê. Mức lương của người đi làm thuê chỉ vừa đủ những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, rất khó để sung túc và dư dả đầu tư cho tương lai. Bạn có đang hài lòng với mức lương hiện tại? Phần lớn người đi làm thuê không hài lòng với mức lương hiện có. Đó là lý do tại sao luôn có nhiều người nhảy việc, chuyển công ty. Thứ hai là làm thuê cho chính mình. Nghĩa là bạn tự mình kinh doanh một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Ví dụ, mở một nhà hàng, quán cà phê hoặc một công ty. Ở đây bạn tự quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm việc kinh doanh của chính mình. So với nhóm thứ nhất, có thể bạn sẽ có thu nhập cao hơn nhưng rủi ro sẽ cao hơn. Áp lực công việc nặng nề hơn, sức khỏe suy giảm và có rất ít thời gian dành cho gia đình và bản thân. Thứ ba là xây dựng hệ thống kinh doanh. Nghĩa là bạn sẽ sở hữu một quy trình kinh doanh tự hoạt động cho dù bạn có mặt hay vắng mặt. Chủ quán cà phê Starbucks, Trung Nguyên, thức ăn nhanh KFC, Lotteria là những ví dụ điển hình. Khi đến những nơi này, bạn có thấy người chủ quán không? Người chủ sở hữu không hề có mặt tại các quán cà phê hoặc cửa hàng, nhưng mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và tạo ra lợi nhuận đều đặn và bền vững. Cuối cùng là đầu tư. Khi có một khoản tiền dư, bạn mua một thứ gì đó để tiếp tục tạo ra thu nhập, đó là đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến là bất động sản, tài chính hoặc đơn giản nhất và khá phổ biến là mua hoặc xây nhà cho thuê. Nếu đầu tư thành công, bạn sẽ nhận được khoản thu nhập đều đặn. Nói cách khác, bạn dùng tiền để tạo ra tiền. Với hai nhóm bên trái, bạn sẽ dùng thời gian để đổi lấy tiền. Ngược lại, hai nhóm bên phải, bạn sẽ đổi tiền lấy thời gian. Nhưng điều khác biệt là thời gian này sẽ tiếp tục mang về tiền. Kết quả là nếu lựa chọn đứng bên trái, bạn chỉ có thể có tiền hoặc thời gian, không thể có cả hai. Trong khi nếu chọn đứng bên phải, bạn sẽ có cả hai. Bạn sẽ chọn bên nào? Với hai lựa chọn ở bên phải, nếu bạn không có sẵn một số tiền rất lớn để đầu tư, thì việc xây dựng hệ thống kinh doanh là phương án khả thi nhất. Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu như thu nhập cao, có nhà mới, có xe mới, con cái được giáo dục tốt, có thời gian cho gia đình, đi du lịch khắp thế giới, có nhiều bạn bè mới, có thể giúp đỡ nhiều người khác, có tài sản lớn thừa kế cho con cái, thì phương tiện bạn nên chọn là xây dựng một hệ thống kinh doanh. Để xây dựng một hệ thống kinh doanh như Starbucks, KFC hay Trung Nguyên, bạn cần những gì? Nguồn vốn lớn, mặt bằng, nhân viên, chi phí cố định, kinh nghiệm, cạnh tranh khốc liệt, rủi ro, giới hạn về địa lý và thời gian. Ngoài ra, theo thống kê của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, cứ 100 doanh nghiệp thì sau 5 năm chỉ có 50 doanh nghiệp tồn tại. Thêm 5 năm nữa sẽ chỉ còn 15 và sau 15 năm chỉ có 3 doanh nghiệp tồn tại. Còn ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa sau 3 năm là 76,2%. Việt Nam chưa có các thống kê 5 năm, 10 năm và 15 năm. Nhưng chắc chắn tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại không thể cao hơn ở Mỹ, nghĩa là chưa đến 3% doanh nghiệp tồn tại sau 15 năm. Nhưng đừng để những số liệu trên khiến bạn tuyệt vọng. Nếu có một lựa chọn khác để xây dựng một hệ thống kinh doanh của riêng mình với ít vốn, chi phí cố định thấp, không cần mặt bằng, không cần thuê nhân viên, ít rủi ro, ít cạnh tranh, sản phẩm ứng dụng công nghệ độc quyền, không bị giới hạn về không gian, thời gian và mức lợi nhuận, bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Video này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách xây dựng một hệ thống kinh doanh. Thậm chí có thể bạn đã từng làm nhưng không biết và cũng không hề được chi lợi nhuận. Bạn của bạn giới thiệu hai quán phở A và B rất ngon. Bạn đến ăn và thấy đúng là ngon. Bạn đến ăn thường xuyên, đồng thời giới thiệu cho bạn bè. Những người bạn được giới thiệu cũng thấy ngon, liền giới thiệu thêm cho bạn của họ. Cứ thế, có rất nhiều người đến hai quán phở từ lời giới thiệu ban đầu của bạn.
Bây giờ hãy tưởng tượng, một ngày nọ, ông chủ quán A tuyên bố sẽ trả 5% tiền hoa hồng cho những ai giới thiệu người khác đến ăn. Chưa hết, khi những người được bạn giới thiệu tiếp những người khác, bạn tiếp tục được nhận thêm 5%, cứ thế cho đến 6 tầng. Ngay cả khi không giới thiệu thêm người mới, bạn vẫn nhận được hoa hồng. Vậy bạn sẽ giới thiệu bạn bè đến quán A hay B? Đây là ví dụ tiêu biểu về Network Marketing, hay ngày nay còn gọi là kinh doanh xã hội, Social Business. Network Marketing cho phép bạn toàn quyền sử dụng những cơ sở kinh doanh của đối tác như văn phòng, trung tâm nghiên cứu, hệ thống máy tính, hệ thống vận chuyển, đội ngũ nhân sự mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không nghe nhiều về những ưu điểm này. Thay vào đó, bạn sẽ nghe những cụm từ tiêu cực sau: lừa đảo, giá cao, đội giá, dưới làm trên hưởng, lôi kéo người thân, nói quá sự thật, chất lượng sản phẩm không thật, cuồng tím, bị báo chí phản ánh tiêu cực. Hãy xem xét chi tiết lần lượt từng vấn đề. Lừa đảo. Bạn hãy nhấn dừng clip và dành ít phút để trả lời câu hỏi: có lĩnh vực nào chưa từng xảy ra một vụ lừa đảo nào không? Một số kiến trúc sư lừa đảo nhưng không thể nói tất cả kiến trúc sư đều lừa đảo. Một số nhà báo lừa đảo nhưng không thể nói tất cả nhà báo lừa đảo. Một số kế toán lừa đảo nhưng không thể nói tất cả kế toán lừa đảo. Mọi nơi đều có lừa đảo nhưng không thể nói tất cả những ai làm trong ngành đó đều là lừa đảo. Tin vui đó là ngày càng có nhiều kẻ lừa đảo và bất chính bị bắt. Lừa đảo hay chuyên nghiệp hoàn toàn do người làm nghề tạo ra. Lựa chọn là ở chính bạn. Giá cao. Để nói giá cao hay thấp, bạn cần có một cột mốc để so sánh. Mốc so sánh ở đây chính là mức thu nhập và khả năng chi trả của bạn. Những sản phẩm được bạn xếp hạng vào loại giá cao thường là do bạn chưa đủ tiền để mua. Khi đưa ra mức giá cho sản phẩm, các doanh nghiệp luôn phải cân bằng hai yếu tố sau: lợi ích sản phẩm mang lại và thu nhập của khách hàng mục tiêu. Vì vậy, những khách hàng đã sử dụng và thấy rằng lợi ích sản phẩm đúng như mong đợi sẽ không cho rằng đó là mức giá cao. Ví dụ, bạn mua một chai nước suối 500ml giá 5.000 đồng. Với số tiền đó, bạn có thể đun sôi để nguội từ 3 đến 5 lít nước ở nhà. Vậy 5.000 đồng là cao hay thấp? Đội giá. Một công ty network marketing chuyên nghiệp sẽ không bao giờ đưa ra hai mức giá cho một sản phẩm trong cùng một thị trường. Không quan trọng với người mới làm hay đã làm lâu năm, ở Hà Nội hay ở Cà Mau, tất cả sản phẩm đều bắt buộc bán đúng giá do công ty quy định. Nếu bạn biết một nơi nào đó bán giá cao hoặc thấp hơn giá quy định, bạn hãy ngay lập tức báo cho công ty hoặc cơ quan quản lý thị trường để xử lý theo pháp luật. Dưới làm trên hưởng. Trong mô hình kinh doanh truyền thống, chủ doanh nghiệp mua sức lao động của nhân viên để tạo ra lợi nhuận cho chính mình. Bạn có thể tự phân tích người nào làm và người nào hưởng. Ngược lại, ở kinh doanh network marketing chuyên nghiệp, ai làm người nấy hưởng. Giả sử tuyến trên của bạn chỉ xây dựng được 1 hoặc 2 nhánh, trong khi bạn xây dựng được 10 nhánh thì thu nhập của bạn sẽ gấp nhiều lần tuyến trên của bạn. Lôi kéo người thân. Giả sử bạn mở một quán cà phê, ai là những người đầu tiên bạn giới thiệu và mời đến dự khai trương nếu không phải là bạn bè, người thân? Mở rộng ra với bất kỳ việc kinh doanh nào, những khách hàng đầu tiên phần lớn là bạn bè, người thân, người quen biết. Cho đến giờ, mọi doanh nghiệp đều thừa nhận rằng quảng cáo truyền miệng là hình thức quảng cáo cơ bản nhất, dễ làm nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Người làm network marketing chuyên nghiệp sẽ không lôi kéo bằng mọi giá, mà chỉ giới thiệu người thân sử dụng sản phẩm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi người đó đồng ý sử dụng, thấy có hiệu quả và muốn tham gia kinh doanh. Nói quá sự thật. Bạn có từng xem quảng cáo trên TV không? Bạn có thấy các quảng cáo nói đúng sự thật không? Trong khi các công ty kinh doanh truyền thống ngày càng công khai nói quá sự thật, phóng đại quá mức về sản phẩm của mình, thì các công ty network marketing chuyên nghiệp có một nguyên tắc là không làm quảng cáo và tiếp thị đại chúng. Tất nhiên, có những kẻ bất chính lừa đảo đã nói quá sự thật về công dụng của sản phẩm. Nếu bạn được một ai đó giới thiệu một loại thực phẩm chức năng chữa được ung thư hay tiểu đường, hãy báo ngay với công ty để được xử lý theo quy định và pháp luật. Chất lượng sản phẩm không thật. Đây là cách nói khác về việc khách hàng có hài lòng với sản phẩm hay không. Để một khách hàng hài lòng về sản phẩm cần hai yếu tố. Thứ nhất, công ty phải tạo niềm tin bằng công nghệ sản xuất, các loại giấy chứng nhận liên quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Khi đã yên tâm với các thông tin do công ty đưa ra, khách hàng tự mình trải nghiệm để xem hiệu quả của sản phẩm có đúng như thông tin mà công ty đưa ra hay không. Nếu bạn chưa từng dùng sản phẩm, liệu có hơi vội khi kết luận chất lượng sản phẩm không có thật? Cuồng tín. Cuồng tín là khi bạn tin một điều gì đó hơn bất kỳ ai khác và niềm tin đó là không thể lung lay. Những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc, những doanh nhân đã duy trì doanh nghiệp của mình 20-30 năm, những người đã dành cả đời theo đuổi ước mơ đều là những người cuồng tín.
Cuồng tín không phải là điều tiêu cực, đó là điều tốt, thậm chí là yếu tố quyết định thành công của bạn trong một lĩnh vực nào đó. Bill Gates, Steve Jobs, cuồng tín công nghệ. Henry Ford, cuồng tín xe hơi. Pele, Maradona, cuồng tín bóng đá. Bạn có thấy một vĩ nhân nào mà không cuồng tín điều họ theo đuổi không? Bị báo chí phản ánh tiêu cực. Năm 2014, hãng tin BBC đưa tin về một thí nghiệm của hai nhà nghiên cứu Mark Schlossler và Stuart Soroka tại Đại học McGill ở Canada. Thí nghiệm yêu cầu người tham gia chọn những tin tức về chính trị trên một tờ báo điện tử. Một camera bí mật theo dõi chuyển động của nhãn cầu mắt của người tham gia thí nghiệm. Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia chọn những tin tức tiêu cực như tai nạn, tham nhũng, chiến tranh hơn là những tin trung lập hoặc tích cực. Bạn có thể tự mình làm một thí nghiệm nhỏ như sau. Hãy liệt kê 5 tai nạn khủng khiếp nhất và 5 sự kiện từ thiện lớn nhất trong năm vừa qua mà bạn đọc từ báo chí. Hình như bạn nhớ về tai nạn nhiều hơn. Đó là lý do hầu hết báo chí luôn ưu tiên những tin tức tiêu cực để thu hút người đọc. Không chỉ riêng network marketing, mọi ngành nghề khác đều bị phản ánh. Mặc dù vậy, việc báo chí phản ánh tiêu cực là điều mà ngành network marketing và người làm network marketing chuyên nghiệp rất cần, bởi nó góp phần loại bỏ những thành phần bất chính và lừa đảo. Tóm lại, bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng có những kẻ bất chính gây ra những tai tiếng, nhưng không thể dựa vào định kiến để đánh giá tiêu cực tất cả những người khác trong lĩnh vực đó. Nếu bạn quyết định tham gia vào lĩnh vực này, hãy lựa chọn trở thành người làm network marketing chuyên nghiệp. Để đạt được những điều chưa từng có, bạn hãy làm những gì chưa từng làm